Xin chào và xin cảm ơn tất cả mọi người đã quay trở lại kênh Đà Pháo nhé. Mình Đà Pháo đây. Hôm nay là ngày thứ sáu, ngày 23 tháng 10 năm 2020. Mình sẽ quay trở lại với giá cả cà phê và tiêu ngày hôm nay cho con tham khảo nhé. Rất nhiều người, rất nhiều bà con là thắc mắc không hiểu là ông Đà Pháo này ra giá cà phê và tiêu hàng ngày thì nó có sạc hay trường hay không, nó có đúng hay không. Thì mong bà con mọi người hãy tự tin tham khảo nha, vì mình trước khi ra giá cà phê và tiêu mình đã tham khảo các nơi để mình cho ra một giá bình quân và đúng để bà con biết là ngày hôm nay lên hay xuống hay như thế nào để bà con tiện đường ra để mua bán nha. Vì vậy mong bà con hãy tự tin tham khảo, có gì phải suy nghĩ lo lắng nha. Hôm nay thì giá cả tại hai sàn London và New York có tăng sau những ngày giảm ha. Bây giờ mình sẽ đi coi bảng giá tại hai sàn London và New York sẽ được tăng bao nhiêu, và sau đó mình sẽ phạt bảng giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên và bảng giá tiêu tại các tỉnh cho bà con tham khảo nha. Mong bà con và mọi người hãy luôn luôn ủng hộ kênh mình nha. Trong thời gian qua thì mọi người ủng hộ mình rất là nhiều, mình rất là cảm ơn ha. Nếu mà chưa đăng ký ủng hộ kênh mình thì cho mình xin một like và nút đăng ký nha. Cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ mình mời mọi người theo mình theo dõi bảng giá cà phê và bảng giá tiêu mọi người nha. Xin chào tất cả bà con, đây là bảng giá cà phê sàn London, cà phê Robusta, cà phê Vội, chủ phiên giao dịch ngày hôm nay ngày thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 2020. Tại sàn London có tăng mọi người nha, sau những phiên ngày giảm. Giá cụ thể là kỳ hàng giao ngày tháng 11 năm 2020 tăng lên 26 đô lên 1.276 USD trên tấn. Kỳ hàng giao ngày tháng 1 năm 2021 thì tăng 28 đô lên 1.307 USD trên tấn. Thưa bà con, cùng chiều tăng tại sàn London, sàn London hôm nay chủ phiên giao dịch có tăng. Chủ phiên giao dịch ngày hôm nay ngày 23 tháng 10 năm 2020 tại sàn Arabica giá cụ thể như sau. Kỳ hàng giao ngày tháng 12 năm 2020 thì tăng lên 2,55 sen lên 106.7 sen trên pound. Kỳ hàng giao ngày tháng 3 năm 2021 có tăng lên 2,40 sen lên 109.4 sen trên pound. Kỳ hàng giao ngày tháng 5 năm 2021 có tăng lên 2,45 sen lên 111.1 sen trên pound. Kỳ hàng giao ngày tháng 7 năm 2021 có tăng lên 2,50 sen mọi người nhé. Vậy là hôm nay chốt phiên giao dịch ngày thứ 6 ngày 23 tháng 10 tại hai sàn London và New York đều tăng. Bây giờ mình sẽ đi quay bảng giá cà phê thực tế tại các tỉnh Tây Nguyên sẽ thử mua lên bao nhiêu, và sau đó mình sẽ phạt bảng giá tiêu tại các tỉnh cho bà con tiện đường tham khảo ra rồi để mua bán nha. Sau đây là bảng giá tiêu xô các tỉnh ngày hôm nay, ngày 23 tháng 10 năm 2020. Sau đây là bảng giá cà phê và tiêu tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Rông Năng, Đắk Lắk ngày hôm nay.
ngày 23 tháng 10 năm 2020.